Tới công chuyện chuyến này thiệt anh ơi. Tới công chuyện thật đúng không? Em nghi là cái người mà lãnh được cái giải thưởng á, không biết đủ để đền cái sàn này không à. Trận này chắc sập sàn nha. Anh rất là tò mò với cái áo của Hùng Phạm á, cái gì Tiểu Cường gãy cánh hả em? Ủa? Có hả? Tiểu Cường gãy cánh là sao Hùng? Tiểu Cường là con gián phải không? Dạ, là nói thật với mọi người thì nhỏ tới lớn em rất là sợ gián. Cho nên là hôm nay là em muốn để con gián này để cho em vượt qua nỗi sợ. Và hơn hết là em muốn nó gãy cánh để em bớt sợ hơn. Hay quá. Anh cũng có món quà muốn dành cho anh Hùng á. Em tặng anh chai xịt gián. Hết sợ con gián, chuyển qua sợ em nha. Nè nha, tôi đang thấy là cái cặp tấu rất đẹp nha. Đừng có tấu hài nha. Lúc đầu em đánh rất là tệ. Tại vì em không phải là thuộc dạng kiểu như nhanh nhẹn như người khác. Em cứ ù lì. Nhưng mà tập trong vòng 4 tháng thì bây giờ em đã là con người khác rồi. Mọi thứ bây giờ em có thể tăng lên. Em có thể nhảy dây 5 phút không mệt. Nhảy dây 5 phút không mệt. Oh no. Bê chân ở dưới kia. Bê chân cùng đội của anh duy nhất tập 30 giây xin nghỉ trong buổi đầu tiên. Đi tìm chỗ để nôn khan, nhưng mà trong phòng tập của Duy Nhất thì cũng đã đề phòng điều đó, không bao giờ có chỗ đó cả. Ngày hôm nay hai đối thủ thượng đài có những học trò như thế này thật là tuyệt vời đúng không anh Ba? Đúng rồi, hai bạn được cái thể hình rất là đẹp. Cũng mong muốn là hai bạn thi đấu thật sự cống hiến, mặc dù là hai bạn cùng một team. Theo cái kinh nghiệm của em thì cho thấy là Gia có phần nhỉnh hơn Hùng về cái khả năng thi đấu, nhưng mà còn Hùng thì lại có một cái khác tốt hơn Gia, đó chính là cái thể trạng. Và cái trận đấu ngày hôm nay thì thực sự là thầy Duy Nhất cũng đã rất là tập trung cho cái trận đấu này, tại vì đây là một cái trận đấu mà ở một cái hạng cân rất là lớn. Hạng cân lớn như vậy thì mọi người biết là những cái đòn ra của cả hai võ sĩ của chúng ta phải nói là rất là nặng. Trước khi nói về chuyên môn thì em sẽ nói là anh Thắng yên tâm, bởi vì những cái gì mà anh đã nói chắc chắn nó sẽ thể hiện trên sàn đấu này luôn. Em bởi dám vì cam đoan với anh cũng đã tập cùng đúng không? Chính cũng xác tức là em đã từng chịu đấm của Gia như thế nào. Em biết là Gia rèn thể lực như nào, Gia đã siết cơ thể mình như nào. Đừng có nói gì trên Hùng sợ vậy. Không, nhưng em cũng biết Hùng đã tập luyện như thế nào, nền tảng của Hùng như nào từ những người đã từng tập MMA, những người đã biết về võ, về thể trạng của các bạn. Các bạn đã rèn và siết để có được những cái kỹ thuật tốt nhất của lúc này. Thì anh chắc chắn rằng đây sẽ là một trận đấu mà rất chuẩn. Chúng ta sẽ tạm quên đi những người nghệ sĩ trên võ đài này, và đây là một trận đấu của hai võ sĩ, với anh là hai võ sĩ thật sự. Gia phải tiếp tục ra đòn những cú đấm 1-2.